Má có 17 tuổi rồi. Anh với chị là được mấy đứa con rồi ha chú ha? Hai đứa. Má có 17 tuổi rồi. Tuổi không rồi. Cũng còn đi học hết ha chú ha? Đi đang học hết trơn. Dạ dạ. Mà cũng phi không á. Thì hoàn cảnh gia đình như thế nào hả chú ha? Có căn nhà cửa nó chờ nó con á. Giọng nó chơi nó chảy xuống luôn. Dạ dạ. Ủa vậy là nhà bên đây là nhà của chú luôn ha? Chú đây, nhỏ này con gái. Dạ. Gái thứ ba. Gái thứ ba ha, chú được mấy người người con? Đây là 4 đứa con gái, 1 thằng trai. Không nhậu. Vậy là cô này là cô thứ ba ha. Vậy là cô này tên Nhan ha. Bùi Thị Nhan ha. Đây là đứa con gái của chú hay gì? Dạ. Chú ở đâu? Chú nhà ở đây luôn ha. Như lúc đó là khoảng mấy giờ hay chú ha? 8 giờ. 8 giờ tối mới, nha. Mới chú nằm ở đây chút xíu vậy. Mới chăm bồ một bình nước trà cái thằng kia là ba của chị Nhan. Nhan với nhà sau lưng đó. Hai đứa chết hết trơn. Nhan nước trà. Giống như là xếp tánh bên ta luôn thôi chú ha. Thì là như anh Ngã là về đây ở trên này lâu chưa chú ha? Lâu rồi. Từ lúc cưới chị Nhan tới giờ ha. Thì anh Ngã mới sinh năm 81 ha. 81 cũng còn rất là trẻ luôn vậy á. Mới 43 tuổi thôi chú. Đó không đi chợ lên. Cũng là bạn của anh Nhã không à chú ha? Dạ bạn. Dạ. Đi bằng gì chứ cũng canh thủ lát rồi xuống dưới đá. Dạ dạ. Dạ vậy con cũng xin cảm ơn chú đã chia sẻ để con vào phía bên trong để con chia sẻ ở phía bên trong một chút nha chú ha. Dạ dạ dạ. Rồi chú tiếp khách gì đi. Dạ con về phía bên trong luôn. Đây mình trở lại với hai đứa bé hai đứa bé con gái nè, con của anh Nhã, vợ chị Nhan. Mấy mà đưa mẹ ra ngoài con đưa cho mẹ ra ngoài. Dạ như cưng cho anh hỏi một chút nha. Thì cưng là con gái lớn của ba Nhã cưng ha. Thì cưng biết tin là ba cưng mất rồi vào nào? Dạ lúc đó cũng gần 9 giờ em biết cưng trễ. Biết hơi trễ ha. Gần 9 giờ tối ha. Thì lúc đó cưng đang làm gì? Ủa rồi em cưng ở đâu? Em cưng ở vậy ha, cưng học được lớp mấy rồi? Lớp 8, năm sau lớp 9. Năm nay cưng được bao nhiêu tuổi? 14 tuổi ha. Thì bộ việc này cũng bất ngờ ha. Thì mấy anh cũng xin chia buồn cùng gia đình của cưng nha. Như mình cũng xin chia buồn với gia đình ha. Trước mắt là anh xin vô rút nhan cái. Con này mình rút nhan, con máy mình đi rút nhan cái. Anh ăn, anh. Anh cầm máy. Rồi bây giờ mình đốt nhang cái đi. Thì mình thưa với cô chú anh chị, thì bây giờ Minh Trường sẽ đốt nhang cho chị. Dạ con xin các cô chú anh chị nha, con đốt nhang cho anh chị
mấy anh em lấy đất nha. Rồi, mấy anh em mình lấy đất nha. Hai anh em đừng có dính cây chân. Chú xin cũng xin cảm ơn hai đứa nha. Anh là anh của người anh của vợ. À, có nghĩa là anh vợ đi ha. Anh là anh vợ đi. Khi mà tai nạn xảy ra có mà có anh có đến hiện trường không anh? Có. Rồi hiện trường mình cái vụ việc nó xảy ra lúc khoảng mấy giờ nha? 8
8 giờ hả? Nhà anh ở gần đây không? Gần đó. Rồi xảy ra thì vụ việc thì anh có lại đến thị trường không? Có, người ta cho hay, nghe đúng mà nó cấp được thì đi vô và chạy vô chở đi qua quận 1 cũng được. Dạ. Và chở về đây là hôm 3 giờ. Dạ. Đúng là 8 giờ. Vậy là mình có đến vừa qua là mẫu của tiền hả? Dạ. Rồi bên phía mà xe 7 chỗ đó có lời nói nào với gia đình mình chưa? Là có nghĩa là về cái hậu sự của ngày tính ra hôm nay nè. Coi như là ta nói có cái người tài xế đó, có người chở đi qua tình báo của em. Dạ. Mà người ta có gọi cho gia đình mình nói về cái vụ việc như là Hồng Dương đám tiệc rồi đó, người ta có nói gì chưa? Chưa hả? Là có nghĩa là chưa có giải quyết gì hết hả? Dạ, đi lên công an tự, người ta đi tự hú. Dạ, dạ, người ta tự. Người ta ra người ta tự hú luôn ha, phải không anh? Tại vì cái vụ việc này là người ta cũng không có muốn, đúng không? Tại vì cái đây là cái sự cố tai nạn. Cho nên là tất cả như mình hoặc là bên kia đâu cũng không ai muốn cái gì vụ việc này xảy ra hết. Dạ, anh là anh vợ, anh vợ của mấy anh? Chắc anh tin gì? Tôi tin lệnh. Dạ. Về nhà anh chị em đông không anh? Nhà cũng được 5 anh em. 5 anh em? Mấy người nữ? 4 người nữ. Rồi chị thứ mấy trong gia đình? Thứ 3. Chị thứ 3 trong gia đình hả? Vậy là còn mấy người em gái nữa không? Dạ. Cái chi phí của mà hai cái quan tài này là bao nhiêu vậy anh? Hết chọn gói người ta hết là 50 triệu. 50 triệu, dạ. Rồi cái cuộc sống gia đình của hai vợ chồng anh ở đây là mình làm cái gì vậy anh? Làm thuê là mướn chồng, à? Chồng thì đi làm mướn ở dưới xưởng sắt, dạ. Còn vợ thì làm bên công ty nè. Dạ. Đi ngang xong rồi ra cửa. Mức lương thu nhập của hai vợ chồng ổn không anh? Nói chung cũng không ổn, vì nó đi hồi trước nó cũng mới vô công ty đây à. Vì hồi trước hai chồng nó chạy ghe mướn người ta. Dạ. Chạy ghe con lái mướn người ta chở mía chở này khốn rồi này kia đó. Dạ. Rồi thấy không có sống nổi rồi mấy hai chồng nó nhảy lên bờ. Rồi chồng thì đi làm xưởng sắt mà vợ thì công ty. Dạ. Cũng mới vô công ty đây thôi. Dạ. Là hai hiện bây giờ là hai vợ chồng vô làm hết. Hai chồng đi làm, chồng thì làm kiểm sắt ở dưới. Dạ, dạ. Cũng mới làm được. Khi mà ảnh đi đám là quận đi là bình thường quận về mới xảy ra tai nạn ha. Đi một đoàn xe đó là tới 10 chiếc lận, những con nhỏ em tôi đó nó đi dưới nó mới vô xưởng rồi tôi bằng cái cấp trên của nó đó mời đám cưới. Yeah. Rồi đi ở đây xuống nhau đi chục xe lận, rồi đi nó không nhậu, nhưng hai thằng này nào giờ nó không nhậu. Yeah. Rồi nó mới ngủ chợ nó về sớm, còn lại 8-9 xe kia là ở lại. Lại ăn tiệc nhậu thì mới 7 giờ là hai chồng nó ngủ nhau về rồi. Yeah. Nó không nhậu á, nó về trước, về thì tới đó là nghỉ tâm. Yeah. Phải chứ mình ở lại là phải chứ ở bị... lại nhậu là có khi qua đi về. Yeah. Của người ta mà này nó không nhậu nó về trước. Yeah. Nó chạy về trước, hai chồng về tới đó rồi nhắm que à, cũng xe thì lộ cũng chốc, không có nhiều xe mà sao không có một cái một nằm rồi có văng đâu xa không anh? Văng con vợ thì văng xa hơn chồng thì té xuống tại chỗ xe. À. Nhưng mà ông vợ xong rồi văng qua xa quá. Vợ văng xa bao nhiêu mét anh lúc đó? Văng xa cũng cỡ mười mấy mét hả? Mình độ khoảng cái hiện trường nó gần ở đây ha. Gần ở đây luôn. À, gần ở đây luôn. Ga lộ này tại đó là tới. Quẹo phải vậy chứ anh, nước ga lộ. Ga lộ quẹo phải. Quẹo phải à? Quẹo phải là chạy chả nãy xuống thì mình thấy những máu. Dạ. Rồi. Chạy về qua quá. Lại mưa quá. Đây nè, cái công ty đây mình thấy nè. Dạ, dạ. Nước đây đó mình thấy. Dạ. Mà cổng trên. Đây đó khoảng chừng 500 mét gì. 500 mét à, ra đây chạy ra đó có 500 mét. Gần tới đường về đó mà không được về nhà nữa. Rồi anh cho em hỏi là rồi hai vợ chồng là mình chôn là ở cái đâu vậy? Cái này thì tính mà nguyên về bên nội, bên nội thì mới cháu. Dạ. Về bảy chôn. Rồi hai chồng làm chung chung nguyệt không? À,
hai chồng làm chung chỗ. Chung chỗ luôn ha. Chung chỗ mà mình cách nhau. Có nghĩa là xây riêng hai cái mã. Xây cách nhau một cái tường ha. Tại vì nãy em thấy một chỗ là để bên này, một chỗ để bên kia, em tưởng đâu là di dời hai chỗ chứ. Dạ dạ. Cách nhau. Dạ. Cái cảnh tượng này em nhìn thấy rớt nước mắt đau lòng, không biết nói sao giờ. Thì... quá đau thương luôn á. Phải mẹ chết thì còn cha chết, còn mẹ đi lo cho mấy đứa nhỏ một nhà nữa vậy. Dọn mấy má ăn ở đây là ở đậu ha. Ở đậu của bà ngoại. Dạ. Cũng như ở đây là vậy, ở đây là đi mình muốn dễ hơn á. Dạ. Mình muốn dễ hơn bên kia đi bên đây không xa mà dễ hơn. Phải là mất nhà ở đậu. Đất cũng là cậu, lại còn sống như đất gia đình anh chị có ruộng không anh? Rồi đó giờ chỉ đi mà mướn vậy thôi á. Rồi đó giờ nó đi chạy nghe mướn rồi ta. Dạ. Chạy nghe mướn chở mía, cốt, chở cuốn rồi đó. Dạ. Thấy chạy chở gặp nuôi hai đứa con nó không nào hứng. Mới lên công ty làm cho ổn định, cũng chạy mướn từ cốt thì nó yếu nó không. Dạ. Mẹ bưng này vô nè. Ngươi trước mắt em chứng kiến hoàn cảnh này em cũng thật sự không biết hỏi sao với gia đình bây giờ. Nhiều khi là mắm nước này nhưng thấy như vậy là đã hiểu rồi ha. À, cái lúc đó là anh đi đám cưới về, lúc đó là mấy giờ chị? Tám giờ 45 tới đó à. Ừ. Nhưng mà chị dân xa không? Dân xa có con nhỏ không là được. Lúc đó là mình cũng không đi ra được ha. Thì cũng như là lúc đó là mẫu tư hay là ở đâu rồi chị? À, đem lên bệnh viện Cà Mau ha. Chị là sao với mà anh ruột ha. Rồi. Thôi nãy có hỏi anh rồi, giờ hỏi anh ruột cũng gan chị rồi. Chị cũng hay thông tin này, cũng chạy xuống liền hả chị ha? Không, chạy em ở đây. Ở nhà này luôn á hả? Nhà chị chỗ nào? Em có chồng về Hồ Quao, nhưng mà em về đây không bán chỗ công nghiệp này nữa. Dạ, dạ. Cuối tuần em mới về Hồ Quao. Rồi lúc xảy ra tai nạn là chị có ở chỗ khu công nghiệp đó không? Xảy ra tai nạn em đang đi ra chỗ con ngủ. Con ngủ hả? Tưởng đâu lúc đó em tưởng đâu chị đó, chị chứng kiến cảnh đó luôn. Rồi em xin cảm ơn chị nha chị. Tại vì chị là chị trong gia đình thì em hỏi thì cũng câu chuyện cũng như vậy à. Rồi để em xin ra phép ra ngoài hiện trường ngoài tí xíu. Rồi vậy em xin kết thúc video tại đây với cô chú chị. Chúc cô chú anh chị xem video của em thật nhiều sức khỏe và làm ăn thành công trong cuộc sống. Giờ bây giờ xin cô bác anh chị mình em cũng kết thúc cái video chương trình tại đây nha. Rồi xin các anh chị xem video chương trình mình nhiều sức khỏe.